Em muốn khai thác nhiều hơn về chị vợ. Người phụ nữ đầu óc tay gối với anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào? Thì Hải với Na là cùng là ở Đà Lạt, nhưng mà không có biết nhau. Xuống dưới Sài Gòn này học đại học thì Na học một trường, Hải học một trường. Na học đại học thì Na sẽ ở một cái phòng, giống như một phòng trọ mà có nhiều bạn ở. Giống như là một khu tập thể. Một trong những cái bạn đó thì lại học cùng trường với Hải. Thì hôm đó là bạn đó mới dẫn Hải về nhà bạn đó chơi. Khi mà Hải vừa bước vô thì Hải mới nói: "Ê mày cho tao ly nước." Nói với thằng bạn Hải. Na từ trên lầu đi xuống. Người gì đó mà mới vô nhà người ta là đặt uống nước. Thì cái lúc đó là Nhột liền. Không, lúc đó là coi như là lúc là cũng rất là khó chịu. Và lúc đó nhìn nó uống nhỏ này kỳ cục. Thật sự lúc đó không có thiện cảm tí nào hết. Nhưng mà gặp được vài lần, xong đó bắt đầu có những cái tiệc sinh nhật đồ á. Còn tất cả các bạn khác thì không biết uống. Dần dần là Hải với Na sẽ là bạn thân hơn. Và một khoảng thời gian sau thì chuyện gì đến sẽ đến. Lúc đầu thì xưng hô làm sao? Vẫn xưng là mày tao thôi. Lúc mà chưa quen á thì vẫn là mày như thế nào, tao như thế nào, vẫn vậy. Nhưng mà đã quyết định từ cái ngày quen nhau luôn là sẽ không bao giờ được nói chữ mày tao. Và nếu mà đứa nào mà nói chữ mày tao là sẽ được 5 tát, ví dụ vậy như vậy. Và lúc đó là sẽ đổi lại với nhau luôn là xưng tên hoặc là anh em. Cái hôm mà để xác định quen nhau á là Hải chở chị tới cổng nhà, cái bắt đầu cái Hải mới xoay qua Hải hung một cái bắt đầu Hải chạy. Má trán môi mũi ở đâu? Hôm bên đây. À nhớ rõ, tối hôm đó là anh về anh ngủ đã lắm đúng không, phê đúng không? Qua ngày mai nữa không dám gặp, cảm giác nó trong người nó không biết có ai bị vậy không. Mắc cỡ hả? Thì mắc nó, cỡ đúng nó, rồi đúng rồi nó làm gì trong người mình. Rồi bắt đầu cái Hải Nam mới quyết định là thôi ra hẹn ra một cái quán cà phê để nói rõ luôn. Ô sao mà cái chuyện tình của hai anh chị nó rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà hai vợ chồng rất là khắc khẩu đến nỗi mà một cái vấn đề rất là nhỏ thôi mà cũng sẽ cãi lộn. Cãi xong thì bị con nó giống như là nó chỉnh một vài lần và ồ con chỉnh luôn là bé bối bối đúng không anh? Bối bối bé sẽ nói với Hải là chứ ba ơi con không có thích như vậy đâu, con không thích ba với mẹ cãi lộn như vậy đâu. Trời ơi thương quá vậy trời. Khi mà bé nói những cái câu đó thôi thì tự nhiên trong người của mình nó cũng cảm thấy khó chịu. Và hai vợ chồng cũng đã quyết định là nếu mà ví dụ như mà có cãi thì đừng cho bé nghe. Còn thôi thì nhắn tin đi. Nhắn tin qua lại cho nó dễ. Không, ở cái độ tuổi của tụi mình rồi á, thật ra bây giờ những người lớn hơn nói mình nhiều khi mình không nghe đâu. Nhưng mà con nít con của mình nói là mình lại phải chột dạ, mình lại phải suy nghĩ. Thế em thấy nha, lúc đó nó không phải là tự ái nữa, mà đúng luôn là mình thấy là mình bắt đầu sai rồi đó. Ừ. Đúng rồi. Cưới nhau xong rồi là có dự định là sẽ có em bé luôn không? Hai đứa đều suy nghĩ là sẽ có em bé liền. Có một lần là Na bị ngộ nhận là mình có bầu. Vợ Hải tâm lý quá cho nên vợ Hải có đôi khi nó bị trễ hay là gì đó, cái mình ngộ nhận đó là có bầu. Đi khám bác sĩ cũng nói là có triệu chứng. Thì hai đứa về cũng có nuôi mộng. Vài ngày sau chị nói không phải đâu anh. Thì cái lúc đó tự nhiên cái cảm giác của mình nó bị tuột xuống rất là nhiều. Cảm thấy rất là lo. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó có một số báo cũng ghi là tình trạng giới trẻ bây giờ rất khó có thai rồi gì gì đó rất là nhiều. Đúng. Và phải dùng tất cả các biện pháp này đặt ra cái tâm lý cái mình cũng rất là lo. Lúc đó là sợ mình là cũng bị đạn lép đúng không? Đúng, rất sợ. Sau á, cái lúc mà chị có thật sự rồi chị cũng giấu Hải. Giấu hoàn toàn không muốn kể cho Hải nghe. Thì đến khi ngày sinh nhật Hải thì mới gói lại cái que đó rồi mới đi tặng cho Hải. Thì giờ Hải vẫn còn giữ cái đó. Trời ơi, dễ thương, dễ sợ luôn à. Hải còn nhớ mãi mãi là chị đưa cái hộp quà cho Hải. Hải rất là nhạy những cái món quà dài dài dài. Nhưng mà tại sao hôm đó Hải không nghĩ ra. Cái Hải vừa mở ra thì tự nhiên cái người không biết tả như thế nào nữa. Thì lúc đó Hải có khóc, nước mắt Hải tự nhiên nó rớt xuống rồi mà. Hải cũng có ôm vợ Hải và tối đó hai vợ chồng đi ăn. Nhưng mà cái cảm giác đó thật sự tới bây giờ Hải vẫn còn nhớ. Chắc hôm đó là sẽ là ăn ba người luôn, vừa ăn ba người mà đó là một cái buổi đi ăn đầu tiên của một gia đình nhỏ. Đúng rồi. Hải thì lúc đầu là ai hỏi Hải là có thích con trai con gái hay không thì Hải rất là bình thản, Hải kêu là con trai con gái cũng được. Nhưng mà xung quanh Hải lúc đó là xin con trai hết, mà rơi vào cái năm nhâm thìn nữa thì người ta nói là năm nhâm á là con trai rất là tốt. Mẹ vợ Hải cũng đi coi bói, Hải ơi chắc chắn con là con trai á. Hải đi coi mấy bà rồi. Trời ơi. Mấy bà chắc ghê ha. Thì tự nhiên nó hình thành trong cái suy nghĩ mình con của mình là con trai, mình sẽ đi mua đồ con trai là vậy kia đó. Cái tới khi mà biết ra giới tính thì Hải không thở được. Tự nhiên cái lúc đó mình cảm thấy không thở được và bây giờ tới bây giờ Hải vẫn còn xấu hổ với bối bối.
Và có đôi khi trong cái nhật ký của bố Hải cũng ghi là ba xin lỗi con, lúc đó là ba như vậy với con. Không biết tại sao con người mình lúc đó nó như vậy. Hai giống như là cảm thấy rất là khó chịu. Cái Na cũng thấy, Na cũng buồn. Cái mình cũng từng chứng an mình lại, nó ủa Hải tại sao mình lại như vậy. Một khoảng thời gian tịnh cái người mình lại rồi thì nó cũng sẽ qua. Nhưng mà tới khi mà sinh bố ra, cái cảm giác khi mà Hải vô Hải nhìn bố thì mọi cái suy nghĩ trong đầu Hải nó coi như là nó tan biến hết toàn bộ. Và Hải chỉ muốn ôm nó trong lòng vậy thôi. Hình như ông trời cũng muốn là cho xác định cho Hải biết là Hải ơi mình đã sai rồi á, ta sẽ cho mình đứa con gái như thế này nè. Trai có biết không, là bố nó là một em bé mà Hải cảm thấy nó rất là dễ. Nó dễ tuyệt đối, nó dễ từ cái lúc mà nó sinh ra. Ô trộm vía bé quá trời. Quá ngoan. Trộm vía lắm luôn á. Bố rất ngoan. Lúc còn ở trong bụng á thì có ngán không? Vợ Hải thì không ngán đứa nào hết. Và Hải chỉ không có uống sữa cho mấy bà bầu được thôi. Vợ em thì khác chị nhà anh xíu là vợ em ngán. Mà ngán ngộ lắm. Là tới cái tháng thứ 7 của thai kỳ á, là vợ em không có ngủ ở nhà được. Tầm 9 giờ tối là tự nhiên cái ở nhà bị bức bối khó chịu. Không có chịu, cứ thôi anh ơi, anh chở em đi vòng vòng đi. Ok thì chở thì thoải mái mà. Nhưng mà chở lên xe là chị ngủ. Có nghĩa như là chỉ ngồi trên xe em chở. Xe máy nha, chạy đó, ngủ ngon lành luôn. Sau đó là em bắt được bài. Ê, nếu như vậy thì lúc nào mà là vợ mình khó ngủ quá mình chở đi. Nhưng mà vậy thì khá là nguy hiểm. Nhưng mà là ở trong trường hợp của em không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì lúc đó là vợ em gần như là một tuần không được ngủ. Em xót vô cùng luôn. Là em chỉ muốn là vợ em được ngủ để vợ em khỏe và con em khỏe thôi. Lúc đó là cứ đúng 9 giờ tối hàng ngày là em xuống xách xe ra rồi em lấy cái khăn á, với lại cái áo á, tay dài á. Vợ em ngồi sau lưng nè, em cột lại. Em chạy từ 9 giờ tối em chạy cho tới 5 giờ sáng. Mỗi ngày. Tuyệt vời quá. 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Em không nghĩ rằng là em tuyệt vời. Đặt vào trường hợp của em á, em nghĩ rằng chắc chắn là anh Trung hoặc là anh Hải cũng sẽ làm như vậy thôi. Tại vì là mình không còn đường nào binh nữa. Lúc đó là gia đình bên nội bên ngoại là cả hai gia đình đều rất bận luôn. Không ai có thể gì hết. Cái đó là chuyện gia đình của mình. Thôi để con làm cho mà may mắn làm sao thì ok được. Đầu là Hải với Na dự định là phải sinh ba bé. Đợt đó nó có cái phim Tiểu Long Nhân á, Bảo Bảo Bối Bối Kỳ Kỳ á. Là Hải là đặt tên con là đặt theo như vậy luôn. Ô nếu vậy thiếu anh, vậy là anh phải tính bốn đứa chứ. Ba đứa. Thêm Tiểu Long Nhân nữa. Tiểu Long Nhân là mẹ. Thì bố bố là một cái nguồn động lực mà giúp cho Hải muốn sinh một bé nữa. Tại vì nghĩ sinh quá dễ và quá khỏe thì sinh bao nhiêu đứa chẳng được. Thì bé thứ hai là trái ngược lại hoàn toàn. Hải với Na là quyết định là thôi hai bé thôi. Ngắt bé Kỳ Kỳ. Trời khiến đó. Nói thiệt. Nè không phải là sinh con dễ đâu nha. Bảo Bảo thì con trai cho nên nó quấy hơn một tí xíu. Tối ngủ thì Hải với Na với lại cô dì kia nữa chia giờ ra, anh ca này, em ca này, người kia ca kia. Tại vì tối là Bảo là thức mấy chập vậy đó, chứ không có thể nào mà ví dụ như tự ngủ như bố bối được. Nhưng mà thường là khi mà dỗ là ba có lúc nào ngủ trước không? Có. Em cũng bị hoài. Hải nhớ mãi có cái lúc mà Hải đút bé bú. Tại vì lúc đó là không có dùng sữa mẹ, đưa bình sữa cho bé bú mà cứ ngủ như này. Mà cái bình sữa nó cứ vô cái lỗ mũi bé. Anh chị cho bé bú sữa ngoài ngay từ lúc đầu. Kể cả bối bối luôn, Na sữa rất nhiều. Nó rất là nhiều sữa nhưng mà cái phần đầu ngực nó sẽ thành là, người ta kêu hay là ngực dĩa, là em bé sẽ không có cái núm để bé bú. Thì không có thể thoát sữa ra được. Tại vì tuyến sữa ra quá nhiều. Hai cái phần nách này là giống như ở nằng. Nó có hai cái quả trứng vịt ở đây nè. Ồ vậy là không khép lại được cái tay. Mình so sánh một cái nó hơi thô một tí xíu chứ. Là một bên ngực của Na chắc cỡ phải bằng một cái đầu của Hải. Là lúc đó Na rất là nặng nề. Nó phá hết người. Trong mấy ngày đầu á thì chị cũng cố gắng. Con bú không được thì mình hút ra. Ngày đầu tiên thì hút nó cũng ok. Nhưng mà hút cái nào ra là chị khóc cái đó. Tại vì nó rất là đau. Rờ vô thì nó rất là cứng. Bắt đầu là mình phải ngâm cái khăn vô trong nước massage. Ấm massage cho nó mềm ra. Xong bắt đầu mình mới hút. Nhưng mà hút được tới ngày thứ hai, thứ ba là cái sữa nó thành sữa dâu rồi. Tại vì nó lẫn máu ở trong đó. Nó bị chảy cái phần ngực cho nên nó sẽ, máu nó sẽ hòa vô cái phần sữa. Khi vậy thì không thể nào bú được nữa rồi. Bây giờ mình quyết định là cắt sữa. Người ta uống là trong vòng mấy ngày là người ta cắt rồi. Na uống coi khi là cả mấy tuần hoặc gần cả tháng nó mới ngắt được hết cái tuyến sữa đó. Bác sĩ kêu là cái tuyến sữa đây là nó chằng chịt hết. Chằng chịt mà nó truyền qua nách luôn. Nó rút kinh nghiệm cái đó xong tới bé Bảo Bảo là vừa lên bàn sanh xong là cắt sữa liền. Hải không cho để nữa.
Thật ra là khoa học cũng chứng minh là những cái sữa non là tốt cho em bé, nhưng mà có nhiều cái trường hợp mà chúng ta không có lựa chọn được. Đúng. Và chúng ta chỉ dành cố hết sức để mà chọn cái phương án nào tốt nhất cho con và lại bảo vệ cho mẹ nhất. Đúng thôi. Tại vì nếu như mà là ở trong trường hợp của anh Hải mà là cứ cố chấp là phải cho con bú sữa mẹ thì chị Na sẽ là rất là cực, khổ lắm luôn đó. Một số bạn của Hải thì cũng có tâm sự với Hải với Na là bên nhà tao, mẹ chồng tao như vậy, rồi mẹ tao cũng như vậy, cũng muốn là cho con bú sữa thì nó mới tốt được, sau này con mới thông minh. Mày đừng có cái quan niệm là lúc nào mày cũng lo đẹp cho mày mà mày không lo nghĩ cho con. Những cái câu đó là nghe hoài à. Đúng rồi, mình cứ bị phải chịu áp lực từ những người thân trong nhà, nhưng mà những cái lúc đó mới là những cái lúc mà chứng tỏ cái bản lĩnh của người chồng. Mình là người đứng ra và mình là người cách giữa những cái lời đó với lại vợ mình, làm sao cho vợ mình có được cái sự lựa chọn tốt nhất cho vợ mình. Thì đó, Hải cũng hạnh phúc là bên nhà nội, nhà ngoại không có ai quá đặt nặng là con là phải uống sữa mẹ. Kể cả bác sĩ còn đồng hồng, bác sĩ cũng nói thôi nên cắt. Qua câu chuyện của anh Hải thì em xin phép hai ông bố ở đây rất cảm ơn các chị em phụ nữ bởi vì đã sinh cho chúng tôi những tinh thần rất là đáng yêu. Và điều quan trọng hơn nữa là cũng chịu đựng cá tính của chúng tôi khá nhiều thì gia đình nó mới êm ấm được, không? Nhưng mà là trong cái quá trình chịu đựng đó thì là chắc hẳn cũng không thiếu những lúc mà chúng tôi cũng phải chịu đựng ngược lại. Và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta phải giải tỏa những cái khúc mắc đó. Anh Hải ơi, giờ em hỏi thiệt nha. Khúc cảm động đã qua rồi phải không? Giờ khúc cảm động đã qua rồi, bây giờ là tới khúc kịch tính nè anh. Giờ vô phần chính của chương trình nè. Chị nhà có đôi lúc ha, mình dùng từ lắm lúc để nó hơi kỳ, đôi lúc có khiến cho anh mệt mỏi hay là bực bội gì không? Về vấn đề dạy con đi, Hải thì lúc nào Hải cũng ở trong nhà, Hải cũng là đóng vai ác hết. Hải chỉ cần trợn mắt một cái thôi là hai bé tự phải biết làm lại cho nó đúng. Ồ, có quy như vậy ta. Chà, hai bé ở nhà rất sợ Hải. Hải không phạt thôi, Hải phạt hành phạt rất nặng. Hải đang dạy con vậy đó, một cái câu mà Hải cảm thấy Hải rất sợ vợ Hải nói. Khoan, để em đoán nha, cái câu trong đầu em là đã có rồi đó. Không biết á là anh Trung có suy nghĩ tương đồng với em hay không. Mỗi lần mà anh định phạt con anh á là vợ anh lại đến, thôi lại đây với mẹ đi, đừng nghe lời cha nữa, đừng chơi với cha nữa. Có nghĩa là những cái lời dạy của mình nó thành vô hiệu rồi, có nghĩa là thằng nhỏ nó lại hướng về cái phía bên kia, cái hướng mà nó được yêu thương. Còn một cái câu mà em thấy cái sức sát thương mà nó khủng khiếp nhất luôn. Con nít mà biết cái gì đâu lại la nó. Rồi cuối cùng cái tôi biết là tôi có nên la hay không. Cũng có câu đó mà cũng có câu là tội em, cứ tội cả em ngày đó. Tội em. Con Hải thì nó rất là vô tư, có đôi khi nó quên những cái chữ dạ đi. Hải phải hỏi con ăn cơm chưa? Rồi ba. Cái Hải mới hỏi con ăn cơm chưa? Rồi ba. Hải hỏi con ăn cơm chưa? Hải hỏi cho tới khi nào có chữ dạ thì thôi. Là để cho anh nhận biết là con đang thiếu cái chữ dạ. Chứ Hải không có nhắc là con đang thiếu chữ dạ, là tự biết phải sửa lại. Xong rồi có nhiều lúc mà ví dụ như học hay là gì đó, giờ chơi thì tỉnh như sáo mà cứ vô bàn học cái bắt đầu ngáp. Bắt đầu là Hải sẽ la cái lại tội em. Hải kêu là bây giờ con học cái này, cố gắng học cái này. Rồi bắt đầu chị cũng sẽ thêm như một câu, sướng hay không là có số rồi. Có người không học cũng sướng vậy. Đó, đâm ra cái con Hải nó ngớ qua, nó nghe những cái câu đó. Thì Hải mới nói là ủa tại sao em lại nói ra những cái câu đó trước mặt con như vậy hay là gì đó. Rồi cũng lại gây lộn. Đó là Hải đang rất là khó chịu cái vấn đề đó. Na Binh không đúng. Xong rồi với lại ví dụ như vợ Hải mà, anh ơi cái này có đẹp hay không? Hải nói cái đó nó cũng được lắm. Ủa tại sao vậy? Em thấy nó đẹp mà. Là phải hướng mình vô một cái đó là phải đẹp. Đúng. Là khi mà đã hỏi thì phải đẹp. Đúng. Đừng có nói góp ý gì. Thật ra các chị khi mà nói vậy là muốn các anh là phải làm theo rồi, chứ không phải là đợi nghe ý kiến đâu. Bây giờ bữa sau là Na vừa hỏi là cái này đẹp không anh? Tất cả mọi người trong nhà giống như là có một cái lập trình sẵn luôn. Ba người nhìn nhau, quá đẹp, quá tuyệt vời. Quá trời ơi, mua đi em ơi, mua đi, mua liền luôn đi. Ở tiền trong nhà ai quản? Tiền trong nhà thường thường là Hải quản, thuế má, điện, nước, đồ gì đó, thì Hải đều là thanh toán qua ngân hàng. Thì những cái lúc đó là đều là Hải đi. Na là một người rất ghét đi ngân hàng. Chị bị cái bệnh là ghét số đó anh. Không thích đi mà ví dụ như vô ngân hàng đợi chờ vậy. Đợi. Thà là đi đợi mua sắm hoặc xếp hàng đi ăn ở đâu đó. Na với Hải trái ngược nhau là Hải không bao giờ thích tới một cái quán ăn mà Hải phải đứng xếp hàng. Hải tới một cái quán nào mà xếp hàng là Hải sẽ quay đầu Hải đi về. Còn vợ Hải là không, càng xếp hàng là càng thích. Hải nói ủa đợi chờ là hạnh phúc mà anh, thì phải mấy ngon người ta mới xếp hàng chứ. Vợ Hải thì về cái vấn đề ăn những cái món đó thì vợ Hải rất là tuyệt vời. Trà sữa hay là những cái gì đó thì cái nào cũng sẽ có chữ ký của chị trên nó thì là đúng. Giống như là vợ em vậy đó,
Nói thẳng ra thì là để làm vừa lòng vợ em cực kỳ dễ luôn. Chỉ buồn cho chị ăn, chỉ giận cho chị ăn, hay là chỉ có khúc mắc gì trong công việc hay là gì đó, dẫn chị đi ăn là xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Nhưng mà vợ Hải lại có nhiều cái lại trái ngược lại nữa. Mà thôi, hôm nay kể thì kể hết luôn là... À chị ơi, thêm một lần nữa em xin lỗi nha chị Na nha. Thực sự là do hôm nay nó cũng cao trào quá. Vui mà, vui anh ơi. Ví dụ ai như mà có nhiều quá vui mà, vui mà. Về mới không vui. Anh cứ cắt bỏ cái gì, em kể quá nhiều. Cắt sạch hết. Cắt sạch hết. Cắt sạch hết. Thì ví dụ như là hai vợ chồng quyết định là hai vợ chồng sẽ giảm cân. Có một khoảng thời gian là hai vợ chồng rất là tròn. Và đi đâu cũng bị quở là trời sao mà hai vợ chồng mày mập quá là đỉnh gì điểm đó. Nhiêu ký? Đỉnh điểm là cũng 70+ ký. Nặng nề quá thì làm việc đều nó đều bị khó chịu. Trong cái khoảng thời gian giảm cân đó thì Hải mới nói với Na là đừng nấu đồ ăn cho anh ăn. Thì chị ok. Cái tối cái bắt đầu cái chị lại đòi ăn. Chưa đồ gì không ăn, ví dụ như ăn buổi sáng buổi trưa thì ok mình cũng có thể. Nhưng tới tối cỡ ví dụ 9-10 giờ cái bắt đầu anh đi ăn. Mà bây giờ mình không đi á thì lại gai nhau. Khó chịu liền. Cứ đi xong rồi ra kêu đồ ăn, kêu quá trời luôn. Kêu xong rồi chỉ gấp được 2 đĩa cho em ăn. Rồi tất cả mình ăn. Thử món đó anh, đó em biết mà em bị vậy. Là nó như vậy cho nên lần sau rủ mình đi nữa là mình không đi. Làm cho hai vợ chồng gây lộn nữa. Cũng chỉ vì một cái vấn đề nhỏ là miếng ăn thôi. Mà lạ nha, cứ 9-10 giờ là anh ơi em đói. Xong Hải có hỏi là em có đói thật hay không, hay là em chỉ đói trong suy nghĩ thôi. Không, em đói. Lần thứ hai cũng vậy, cũng gấp đừng đuổi chứ không ăn. Đuổi qua cho mình ăn hết. Rồi ví dụ như mình không ăn thì anh ơi anh bỏ mứa gì cũng không được đâu gì đó. Rồi mình cũng phải ăn. Lôi lại gây lộn lại. Em thấy nha, cái vấn đề mà là hai vợ chồng này cãi nhau giống như là họ đang tập thể thao vậy đó anh. Chỉ cần cãi nhau thôi, vận động miệng thôi là tự nhiên cả người nó tự fit luôn, phải không? Giống như bây giờ nhìn qua món hôm sau là tự nhiên là lại hòa lại đúng không? Đó, đúng rồi. Vợ Hải là một người không bao giờ để lòng. Nói mà phải nói, vừa nói xong là hết. Chứ không phải là giống như là cứ để bụng xong rồi cứ nó dồn nén tày này qua ngày kia, ngày này qua ngày kia. Thì nó đâm ra nó lại làm cho cái sự việc nó lớn lên rồi giải quyết không được. Cũng thông qua chương trình thì là em cũng rất là cảm ơn chị Na, thấy không? À, em cũng hy vọng là sau này để mà là giữ lửa tình cảm hôn nhân á, là chị cũng nên order đồ ăn khuya nhiều hơn xíu. Tại vì anh nói là anh vui mà. Vui mà. Đúng không? Vui mà. Anh ăn được hết đó. Ủa, ha. Hứa hôm nay khúc này cắt rồi mà. Thì không, thì cái này là cắt rồi đúng không? Thì em phải kết vậy để cho người ta biết cắt chỗ nào đó. Rồi, nãy tới giờ á là nói về chị Na nhiều. Bây giờ là tới lúc mà là đàn ông chúng ta nên nói về bản thân mình nhiều hơn. Cụ thể, anh có tính xấu gì khiến cho chị lúc nào cũng phải bực bội hay không? Hay ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại 24/24. Cái gì cũng cầm điện thoại, ăn cũng cầm điện thoại, chơi ví dụ như đi đâu đó cũng ngồi ôm cái điện thoại. Cũng hay góp ý với Hải là tại sao nhìn cái điện thoại còn nhìn nhiều hơn nhìn em nữa. Cái đó là sở thích của mình hay là sao? Nó là sở thích, giống như là đã quen rồi. Hải nghĩ đó, đây là một cái tính rất xấu của Hải. Muốn cai cái này dễ lắm anh, cực kỳ dễ luôn. Anh xài cù bắp đi. Anh xài cù bắp đi là đảm bảo luôn, cỡ chừng như là tiếng hồ sau là anh chán liền à. Vậy là ngoài cái đó ra còn gì nữa không? Đi du lịch thì Hải luôn là người đòi về hay làm phá cuộc vui. Đôi khi mình thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng mà sao mình không bỏ được cái tính đó. Nếu như vậy thì chị Na chịu được anh thì em cũng mừng á. Thiệt. Nếu như mà là bản thân em mà là giống như chị Na đi, lần một, lần hai thì là mình thoải mái và có gì cả. Nhưng mà là mọi sự nó cứ tiếp diễn như vậy hoài thì là bản thân mình nó cũng sẽ bị mất vui. Đúng rồi. Vậy thì lúc đó là anh cũng mới hiểu là chị Na yêu anh nhiều lắm luôn á. Có đôi khi mình cũng suy nghĩ là không lẽ mình xấu vậy ta. Thì thật sự là phải thay đổi. Cái vấn đề thay đổi khi nào thì mình chưa biết được.